Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Hexit cùng với Game VN Team. Hôm nay thì không có hai thằng kia nữa, tại vì một thằng thì đang ngủ và một thằng thì đang bận lận đận lục đục dưới Nether. Chắc là nó đang đào khoáng thôi. Video trước thì mình đã giới thiệu qua cái nhà này. Chính vì sao bọn mình ở cái nhà này, hoặc là cái gì đó mình không nhớ ở video trước mình giới thiệu gì về cái nhà này rồi nữa. Nhưng mà hiện tại thì đây là cái bay của bọn mình, cái faction bay. Thì hiện tại bọn mình đang sinh sống ở đây. Này, như các bạn đã thấy mình sẽ show qua. Tình hình là FPS đang giật. Đây là cái lâu đài của bọn Scare. Bọn mình đã chiếm nó, lấy làm bay luôn. Làm bay có fake. Fake của bọn mình đây, Game VN fake. Này, đẹp trai không sợ ai. Video này thì không có hai thanh niên kia thì chắc là mình sẽ một mình sẽ làm cái hướng dẫn sơ sơ qua về cách kiếm đồ, cách làm đồ tinh cơ, về làm sao cho các bạn có những đây, ví dụ mình show các bạn ở đây luôn. Đây, các bạn thấy được bộ áo giáp mình đang mặc ở đấy. Đây là bộ giáp diamond bình thường thôi, nhưng mà phun hết dòng rồi. Các bạn thấy view không? Này, cung phun luôn, kiếm phun luôn. Vì sao mình có thể làm được những cái tool với cả bộ đồ bá như vậy? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên có lẽ là mình sẽ làm cái này trước, cường hóa đồ trước vậy. Đây, ví dụ bộ đồ ở đây vậy. Đây là set, một set VIP mình để đây, một set đồ cuối ở trong Hexit này. Mình chưa cường hóa gì hết. Thực ra là thừa mình cứ vứt đấy thôi. Bộ chính của mình đây, cất trong này. Đây cũng full hết rồi, chả dùng đến thì mình cứ cất đấy thôi. Đây, nó có cái Essence Extractor. Mình có thể sử dụng nó để... Cái này không biết là lỗi hay là do nó như thế nữa. Mình extract là những cái Essence Crystal này, Crystal này. Mình ăn nó thì mình được level. Đây, hiện tại thì các bạn đang thấy mình hiện tại là đang 44 level. Mình sẽ extract nó ra. Này, chuột phải vào cái này thì nó sẽ gửi XP vào đây. Chuột trái là lấy ra. Đây sẽ được cái cục Essence Crystal này. Ăn nó thì mình sẽ lấy lại level. Này, lại 44 level rồi. Ví dụ bây giờ mình sẽ cường hóa cái đồ này. Protect Thorn Unbreak. Rồi, ok. Level của mình bây giờ đang là 2 level. Như bạn đã thấy, hết level rồi thì làm sao bây giờ? Lại tiếp tục thôi, trượt phải vào cái này, trượt trái, lại 44 level. Đấy là lý do vì sao mình có thể làm được những bộ đồ bá như vậy full luôn. Mình giới thiệu luôn qua những cái dòng cường hóa ở đây. Protect là cái dòng bảo vệ, thì khi nào bạn nhận đam vào thì nó sẽ không tính vào máu, nó sẽ tính vào giáp của bạn, nên là có thể là bạn sẽ không mất máu, tỷ lệ không mất máu. Unbreak, độ bền, Thorn là phản đam, Show Theater. Cái dòng Show Theater này thì nên có ở trong những cái bộ giáp của các bạn, chắc chắn là phải có, đảm bảo là như thế. Bởi vì sao? Bởi vì cái dòng này thì khi các bạn chết thì những cái đồ này nó sẽ không bị rơi ra ngoài, nó sẽ tự theo bạn luôn, nó sẽ tự rơi. Nó tự theo bạn khi bạn hồi sinh. Bạn sẽ không sợ mất nữa. Như video đầu tiên thì mình đã bị mất một cái kiếm khá là tiếc. Coltot, hình như cái Coltot này thì là cái giống như cái giáp, bộ giáp Freezy. Các bạn có thể đóng băng nước ở xung quanh. Fiora, cái lòng này là lửa. Khi nào bất cứ một con quái nào hay là bất cứ một ai tấn công bạn thì họ sẽ bị cái cháy, họ sẽ bị bốc cháy. Là giống như cái phản đam vậy. Cái
cái magnetization này thì là của Tun, cường hóa của Tun, nó tự hút đồ. Tốt nhất là mình không nên để như thế, tại vì cái hút đồ như thế rất chi là khó chịu. Hết là vào mất rồi, chém gió một lúc cường hóa phát hết là vào luôn. Tiếp theo cái lòng cái lòng x gì thì mình không biết, nhưng mà cái lòng này như là nó sẽ khi ai tấn công bạn thì họ sẽ bị cái hiệu ứng như ăn thịt zombie ấy, ăn thịt zombie thì nó bị đói. Và tiếp theo là hết level rồi, mình tiếp tục thôi. Đấy các bạn thấy cứ như thế này thì bảo sao full, cứ bộ đồ full như này chả cần đi đâu. Đây cái bộ này, cái vitality này, thì cái này thì khi nào bất kỳ người nào đánh bạn hay là con quái nào đánh bạn, nó sẽ bị nhận cái hiệu ứng của Wither, là cái độc của Wither ấy, hình như là vậy, mình nhớ mang máng thôi, nhưng mà đại loại nó là như vậy. Một trong hai cái lòng vitality với cả x đấy thì là nó là như thế. Đây là cái lòng bloodletting và cái lòng antlerline. À cái lòng antlerline là thì cường hóa cho kiếm thì hơn, tại vì cái lòng đấy nó không phải là dành cho bộ giáp. Đây như các bạn đã thấy, à smith, giới thiệu luôn qua nhé. Cái kiếm này thì nó có lòng smith. Đây cái lòng này là gây thêm đam một cái những bộ con quái undead với những con zombie thì nó sẽ gây thêm đam. Looting tăng những cái đồ nó rơi ra, giống như cái Fortune ở trong Tun này vậy. Đây Fortune 3 đây, mình có cái lòng Fortune 3 ở trong cái cúp này đây. Fire Aspect là nó chém, bạn chém một con quái, bạn chém vào đâu đấy là sẽ bốc cháy, con quái lại sẽ bị bốc cháy. Focus, sâu tia thờ, đây cái sâu tia thờ là mình muốn cái vật dụng này khi mình chết nó tự bay vào người, bị tự bay theo mình, không bị rơi ra. Knockback, hất lại con quái, hất bất cứ những cái gì bạn chém ra xa bạn một chút. Mình vừa làm vừa review vừa hướng dẫn cho các bạn luôn, tại vì đỡ mất công nếu như các bạn tìm ở đâu hoặc là muốn hỏi hay là gì, các bạn có thể xem lại video cái này của mình. Cái show tiêu là cái khi bạn giết một con quái nó sẽ rơi làm cái bong bóng, nó bay lơ lửng giữa không trung nhìn như cái linh hồn. Đấy là cái sâu tia thờ này. Và cái bloodletting này thì bạn chém con quái nó sẽ bị dính máu dưới đất. Cái máu và cái linh hồn đấy thì về sau mình sẽ sử dụng để cường hóa những cái dây chuyền với cả cái về sau mình sẽ cần nó. Tóm lại là như vậy, những cái dây chuyền với cả cái nhẫn. Những cái dòng sanguinary với cả wax này là cho cái khiên cường hóa, cho những dòng cường hóa cho khiên. Đấy, đấy là những gì mình muốn giới thiệu qua cho các bạn, là cái enchanting. Thôi giờ mình không làm nữa vì nó tốn rất chi là nhiều thời gian. Tiếp theo sẽ là Tinker. Đây rồi, Tun Tinker. Thì như mình đã có bạn nào để ý, nếu mà các bạn đã xem cái video Attack the B Team của mình rồi thì sẽ hiểu hơn về cái khoản cái Tun Tinker này mình sẽ làm. Cái phiên bản Tinker của Hexit này nó thấp hơn cái phiên bản Tinker của B-Team. Chính vì thế cái Tinker ở đây rất chi là khó sử dụng. Đây mình có thể đổi quán khoáng ở đây được, mà khi nào mình muốn sử dụng một khoáng khác thì mình phải bỏ ra ngoài này. Mình sẽ phải tháo hết những cái khoáng còn lại trong đây ra để sử dụng khoáng mới có thể sử dụng được khoáng khác. Mình đang làm cái lưu này là mình làm cái cúp này. Cái cúp này mình làm là cái cúp steel. Đây cái khoáng steel. Đây mình làm cái này. Đầu tiên thì làm cái này là tốt nhất rồi, mình khuyên các bạn là như thế. Chưa có gì cả, có mỗi sắt thôi là các bạn có thể làm được cái tool bằng steel rồi. Cái tool đấy thì có độ bền khá cao và cũng có tốc độ
tốc độ đào khoáng ngang với cả coban, cái khoáng rất là quý. Đây như các bạn đã thấy steel đây, độ bền là 750, full là 975, tốc độ đào khoáng là 8.0. đây mining level coban đây, các bạn đã thấy đây, đây coban đây, mình quay lại đây, độ bền nó thuộc coban một tí thôi, coban là 800, mining speed 11.0. đấy, mình muốn giới thiệu qua về cái tinh cơ của mình. Tinh cơ của mình bây giờ thì mình hiện tại là mình đã cho moss, diamond, emerald với cả redstone. Tốc độ min bây giờ là 16, độ bền bây giờ là 2211. Tất nhiên là nguyên trinh rồi, không bị hỏng được rồi, tại vì auto repair mà. Bây giờ thì mình sẽ, cái kiếm này không phải là VIP, kiếm này không phải là VIP nhất, mình khẳng định là như thế. Kiếm VIP lúc nào cũng là tinh cơ. Những cái kiếm ở trong này có những cái kiếm có hiệu ứng, ví dụ như là Monster Walk hay là cái Walker hay là gì đấy, mình cũng không phải thể nhớ hết được, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không bằng những cái kiếm bằng tinh cơ này được. Đây ví dụ như là cái rapier này, cái này là trang bị mong muốn của tất cả những cái người muốn đi đánh nhau hay PVP là gì đấy. Hiện tại thấy thằng chó kia nó đang gọi mình. Đây đang làm gì? Đang làm color gì thế? Đang quay clip nhé. Nếu mày muốn lên truyền hình thì về đưa cái mệt. Nó đang rất chi là bận ở dưới Nether để kiếm cái này, Maniolin. Bọn mặc dù là farmer của team nhưng mà nó chắc là không thể farm được bằng mình đâu, nếu như mà mình đã muốn. Bây giờ mình không chém gió nữa, mình sẽ làm cái kiếm đấy cho các bạn xem luôn. Cái rapier thì đầu tiên là làm cái chuôi kiếm. Và ra đây mình sẽ kiếm thêm cái này Thun Rod và Sword Blade Cast chuẩn rồi. Đầu tiên là cán cầm. Hiện tại thì mình đang có 13 ingot của Maniolin ở đây, thì mình có thể làm được hai cái kiếm ở đây là chắc chắn rồi. Đây, cái này thì cần 0.5, tức là 1/2 cái ingot đấy. Thì một viên ingot này, đây một viên này, thì mình có thể làm hai cái chuôi cầm. Mình sẽ làm luôn cho các bạn thấy. Một cái đầu tiên, ở đây nó sẽ hiện ra đây. Đây, có một cái trăng này, trăng là 1 này, ingot 12 này. Bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái nữa là hết. Thanh niên kia đang dọa đánh mình rất là sợ. Không. Làm tình cờ người nhà ấy. Cái nhà này rất là to, đủ sống cho tất cả các bạn nào muốn vào đây chơi với mình. Hoan nghênh các bạn luôn. Đến đây. Đây có thể mỗi người một khu bé bé như thế này tôi cũng được. Nó quy hoạch sẵn luôn rồi. Còn đồ đạc thì như các bạn thấy ở đấy, nhà tí nữa mình sẽ lên bên kia. Review cho các bạn luôn đồ đạc trong nhà mình, cho các bạn nào muốn tham gia chơi cùng team mình. Mà thôi lại đánh lạc hướng chủ đề rồi. Mình đang làm đây. Đây như các bạn thấy lúc đó là 13, bây giờ chỉ còn 12 thôi. Thì một viên ingot đấy mình có thể làm được hai cái chuôi kiếm. Các bạn nên để ý như thế, tại vì trong này nó sẽ rất chi là phí phạm khoáng, hoặc là mình sẽ không sử dụng được tiếp. Nếu như các bạn để thừa ra một tí ở đây thôi, thì các bạn phải làm sao cho có thể lấy được hết ra, thì các bạn có thể được dùng tiếp cái tinh cơ này. Tiếp theo sẽ là lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm cần một viên, cần một ingot, thì cần hai ingot thì mình sẽ được hai cái lưỡi kiếm. Mình sẽ làm cho mình với cả thằng bạn mình luôn. Này,
Yes sợ. Đã xong. Đây như các bạn thấy, còn 10 ingot. Đấy. Nên để chẵn như thế. Tại vì về sau mình có muốn làm cái gì dùng sử dụng cái tinh cơ thì mình dễ dàng cho cái việc mình bỏ nó ra hơn. Hiện tại mình đang chơi online nha các bạn nhé. Nên là các bạn muốn tham gia với mình thì rất chi là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc join server và nếu in game thì PM cho mình. Chỉ một cái cú pháp TPA là xong đó mà. Các bạn có thể về được base của mình ấy mà. Bây giờ sẽ là ghép. Mình sẽ ghép luôn. Hai. Độ bền là 2099. Đây đào là 3 hit. 3 hit là 3 trái tim 1 hit. Nhưng mà thường thì nó sẽ, nếu mà đánh vào người khác thì nó sẽ tính thêm giáp. Nhưng mà cái này nó sẽ trừ bớt giáp đi. Nên là mình vẫn chưa có thể hình dung ra đam chuẩn nó sẽ gây vào người khác như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì thôi cậy cứ làm cái đã. Mình sẽ đặt cho cái kiếm này là Bip Toy. Đây, Bip Toy. Đấy. Mình sẽ đặt cho cái kiếm này là gì bây giờ nhỉ? Mình không muốn đặt tên là giống nhau. Cái gì nhỉ? À, rồi game viên toy. Rồi. Ok. Xong. Tiếp đến là thêm những cái thuộc tính cho nó. Chắc chắn là phải cái auto repair rồi, không thể thiếu được. Nếu các bạn làm tool tinker là chắc chắn là phải có auto repair cái bộ lập mốt này. Cái bộ lập mốt này thì đây, craft bằng 9 viên mốt stone này. Các bạn có thể đi tìm ở bất cứ đâu nhé. Auto repair nó tự động sửa, chắc chắn là phải cần rồi. Xong. Ha ha. Chết rồi, quên mất. Đũa mình chưa lấy lại level. Bây giờ vẫn đang 7 level. Chết thật. May quá vẫn còn đây. Có lẽ mình lên cất đi. Mình sẽ lên new như vậy. Các bạn lên làm như mình. Như mình. Thì mình cất, cất cái cục này đi. Tức là bảo toàn level cho mình đấy. Tại vì trong cái skin này các bạn có thể chết bất cứ lúc nào. Nhất là bây giờ mình đang chơi online. Mình đang chơi cái war PvP của cái server này. Thì biết đâu được đấy, có một thằng nào đấy nó lao vào đây nó chém mình. Tại vì trong cái skin này thì có nhà cũng như không mà. Các bạn có thể dùng cái ninja dagger hoặc là cái con dao găm của ninja hoặc là cái walker sword. Các bạn có thể đi xuyên qua tường. Như nhà mình vậy. Trước thì có chơi server ở Việt Nam thì chắc các bạn cũng biết team mình như thế nào. Hồi đấy thì có chuẩn là có 4 người, mình và đấy hai thằng hôm trước và thêm Sunny nữa. Thì hôm đấy server có tổ chức một cái event PVP thì team mình đã clear sạch server và phần thưởng thì đã cho Sunny. Phần thưởng của server rất chi là khi ra cái bộ giáp cuối của cái bộ thép. Tiếp theo thì cần cho vào kiếm đây rồi, Nether Quartz. Các bạn muốn tăng đam lên. Các bạn muốn tăng đam của cái kiếm này lên. Thì các bạn phải cho cái này vào thôi. Yes sợ. Đây. Hiện tại thì quên mất là phải xuống dưới kia. À, thằng chó kia nó về nhà rồi các bạn ạ. Tí kiểu gì nó cũng mò xuống dưới đây thôi, muốn lên truyền hình mà.
comment. Haha, rơi không mất máu luôn. Các bạn biết vì sao rồi đấy. Cái giày này mình đã ép thêm cái dòng filter filling. Đấy. Rơi sẽ không mất máu nhiều lắm. Đây, mình sẽ show cho các bạn luôn. Đây là đang là 3 hết. Mình sẽ mắc luôn cái này. Kẹp mắc luôn. Quên mất thêm một lần các bạn thêm một lần cường hóa nữa vào cho cái tool này. Hiện tại chỉ còn 3 lần nữa là để cường hóa, 3 lần nữa để cường hóa cái kiếm này lên. Mình sẽ cho thêm một lần nữa bằng cách như thế này. Đây. Nó sẽ lên 4 lần. Như các bạn thấy. Ok, muốn như thế để làm gì? Để có thể ghép được nhiều lần nhất. Đây lên 3.5 hết. Phát nữa. Phát nữa. 4 hết rồi. Thôi cứ thế thôi, ép cho cái tool này nó mắc lên. Mình sẽ ép mắc luôn. Cái kiếm này thì đam, mặc dù đam nó hơi yếu hơn cái kiếm tinh cơ khác ở trong cái mod này, nhưng mà nó loại bỏ giáp. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Bỏ qua cái hiệu ứng block phòng thủ của đối phương. Sắp mắc rồi. Cái nether quát là thì đào ở dưới nether chắc là không bạn nào không biết nữa rồi. Kiếm được mấy block này thì cũng đơn giản thôi. Xong. Full tool thì được 7.5 hết. Cũng khá là nhiều. Rồi, cái kiếm này là cho thằng kia. Tự làm nốt đi. Tự làm luôn đi. Ép hết luôn. Ép mắc thì thôi. Chỉ ép độc. Anh đấy thôi, đừng nhé, đừng có ép cái khác vào nữa. Đây, mình sẽ đưa cho nó để cho nó ép nốt. Không biết. Không biết là đúng rồi. Mình quên mất là mình chưa làm thêm cái này cho nó. Đấy, rồi. Tiếp đi. Ok, rồi mình cậy nó thôi. Mình sẽ làm tiếp cho các bạn. Review tiếp cho các bạn. Xong rồi nhé. Bây giờ sẽ là lên tiếp theo. Các bạn biết trong cái Hexseed này thì nó có cái mod Enchant Plus. Cái đấy rất chi là bá. Đâu nhỉ? Mình sẽ cầm một quyển sách, mấy quyển sách để lấy những cái enchant bình thường ở trong Minecraft. Ô, sách nhà mình đâu rồi? Ồ, đây, 8 quyển là đủ rồi. Tiếp theo là level. Các bạn level thì các bạn có thể làm như mình vừa giới thiệu rồi đấy. Cứ làm như thế thôi là các bạn sẽ bá đạo. Tiếp theo sẽ là những cái quyển sách này thì những cái tool, à những cái kiếm cần thiết thì cái này là có sẵn shape nét rồi. Các bạn có thể ở đây, có thể lấy shape nét ở đây thì mình sẽ ép thêm cái dòng smith vào đây. Không cần cái shape nét làm gì nữa cả. Yes sir. Tiếp theo là mình sẽ cần cái thuộc tính lửa, fire aspect chuẩn luôn.
Tiếp theo mình muốn cho nó là ăn break. À hết level. Shit. Ăn break tại vì mình muốn cái tool cái kiếm của mình nó có độ bền cao nhất. Ăn break đây rồi. Mắc luôn. Tiếp theo ăn break mình sẽ để nó thêm nữa là Antalite đi. À đúng rồi, cái dòng sâu tia thờ nữa. Các bạn như mình đã nói, đây sâu tia thờ. Nên có dòng này, tại vì nếu như các bạn không muốn mất đồ của mình một cách lãng xẹt, biết đâu mình chết lúc nào không biết. Tiếp theo sẽ là looting. Looting để cho mình nhặt đồ nó nhiều hơn thôi mà. Giết một con quái, ví dụ như giết một con bò nó rơi ra một cái da bò thôi. Nhưng mà khi có thêm dòng looting 3 vào nữa thì có thể nó sẽ rơi ra 3 miếng da bò hoặc là 2 miếng da bò nếu các bạn đầu đỏ. Tiếp theo là Firepack có rồi thì phải, looting có chưa nhỉ? Looting chưa có, looting. Looting, yes sir. Ok sir. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp là cái Libidan nhỉ? Có nên cho blind vào không nhỉ? Blind là cái lòng làm mù mắt. Cái đấy chỉ cho cung thì phải. Nhưng mình không biết nó có hoạt động ở trong kiếm không. Thôi cứ làm thêm cái ấy đã. Mình cái Antalite đâu rồi? Antalite. Có rất chi là nhiều dòng nữa đây, mình vẫn chưa có thể biết hết được này. Có những dòng mình chưa biết này, morphing này. Sốc nữa. Nhiều quá. Nếu mà thêm quyển sách này bạn có thể lựa chọn được cái dòng mình muốn. Có quá nhiều thứ ở đây mình không thể làm biết hết. Oh man, server đang restart. Server đã restart các bạn, chờ một chút. Chơi server pre thì nhiều bạn bảo nó rất chi là lag. Mình xin thưa với các bạn là tùy server. Như các bạn đã thấy mình chơi thì nó không hề lag một chút nào cả. Cái server pre thì nó có cái khả năng nó sập là cái điều gì đấy, nó quá là hy hữu, nó không thể nào sập nhanh quá được như cái server crack. Mà server pre bao giờ rất chỉ là đông người chơi nên các bạn không lo việc đấy đâu. Oh man, sao lâu vậy? Shit, mình đang để full màn hình và đang quay màn hình nữa. Mà cái shit này nó ngốn giam hơn cả bê tim. Đít luôn chứ. Đợi tí, server nó có thể chịu được 2.000 người chơi cơ mà. Đấy, như các bạn đã thấy ở đây. Lại mất công zone lại server. Có lẽ phần này các bạn có thể tua nhanh qua luôn nếu như các mình làm có làm clip mình up lên. Các bạn có lẽ lên tua qua cái phần này. Vì phần này khá nhàm chán và các bạn chỉ nghe mình chém gió là chính thôi. Oh man. Thôi nào. Làm hiện tại máy mình chỉ có 4GB là rất chi là ít so với cái headset này. Cái headset này là ngốn lam hơn cả bê tim. Cái bê tim mình chơi mặc dù rất chi là nhiều mod nhưng mà nó không ngốn lam như ở đây. Nó chỉ ngốn lam 2GB mấy thôi. Còn cái headset này mình chơi ngốn tận 3GB RAM. 3.4, 3.5 cũng nhiều khi nó lên lúc nào mình không thể nào hiểu nổi. Bó tay rồi. Mình đang để full màn hình chứ, nên là RAM sẽ ngốn nhiều hơn một tí. Quá là đậu đen. Thôi nào, anh đang quay video đấy em ạ. Vào đi. Yes, vào rồi. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại.
mình đang cầm cái la bàn trên tay. Á, thằng bạn mình ngay kia rồi, chó chết, nó đi trước rồi, chấp. Đây các bạn, đây là cái plugin của server, cái này không phải là đồ mình có đâu nhá, cái này là cái plugin của server thôi. Cái la bàn này để lịch chuyển thôi mà. Quay trở lại nào, chém gió tiếp thôi. Đang đến cái phần sách vở đúng không? Đây rồi, looting show theater unbreak smith fight pick show theater looting. Và tiếp theo sẽ là thôi cái knockback. Có lẽ là không nên làm cái knockback, tại vì nếu như các bạn đã đánh thằng nào đấy rồi thì không muốn nó chạy làm gì cả, mình chỉ muốn đuổi theo nó thôi đúng không? Nên là bây giờ mình đánh nó văng ra xa thì cái đấy thì không ai, hay chắc là không ai muốn cả, trừ khi người nào thừa hơi. Focus. Yes. Không biết mấy cái lòng đấy là có hoạt động không. Đâu nhỉ, tiếp theo là cái blind chuẩn. Mình sẽ làm cái blind này nếu mà nó có hoạt động hiệu ứng mù. Ê chó, nó không nghe thấy đâu, tại vì hôm nay team mình không alo à, nhầm, không alo. Blind đâu rồi, đây rồi. Yes. Ok, tiếp theo là ghép vào kiếm. Đây là cái kiếm của mình rồi, đây là kiếm của mình đi rồi. Focus không cho. Blind không cho. Smith không to. Ơ, cái quái gì xảy ra ở đây vậy? Trời ơi, sao nó không cho mấy cái này là sao? À, level. Quên mất. Khi các bạn dùng cái đe này thì các bạn vẫn cần phải có level, các bạn có thể làm được. Đây. Show tia thờ đã. Yes sir. Thế là vào rồi, tốn phết. Oh man, cái này bị sao vậy? Ok. Ok, cứ như thế các bạn có thể ép vào được những cái dòng này nó tăng lên thôi. Ví dụ như đây mình đã ép một cái đây. Đây. Unbreak Blood Atun Show Theater và Magazine Nation. Hay, đấy là những cái gì mình muốn giới thiệu cho các bạn ở video lần này. Review qua cái kho của bọn mình luôn. Ở đây mình đã phân loại ra, đây là Resort, Weapon, Twilight, Amor, Wood, Slapping, Dirt, Sand, Stone, Graver, trong hết cái này. Orc. Đây có loại khoáng, có loại ingot ở đây. Và có nhiều thứ khác nữa mà cậu mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở video sau. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của team chúng mình. Goodbye, hẹn gặp lại.